Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ giao lưu cùng với quân đoàn tình anh em. Quân đoàn này thì các bạn không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Quân đoàn này cũng là một trong những quân đoàn lớn trong server Việt Nam của chúng ta. Rồi, có ai chào mọi người xíu không kìa? Hello. Ok, vào thôi. Hồi bữa anh thấy có thằng nó vào, nó nhảy lên, nó đứng trên đây nè, trên cái bảng Free Fire này nè, không hiểu làm sao nó leo lên đó được hay thiệt chứ. Bữa vào trận nè, nó đứng trên cái bảng Free Fire đầu đây nè, Sao lên được vậy? Đã không hack à? không biết nữa sao nó nhảy Nó lên đó nhảy lên được. không? Nó nhảy lên cái nào? Nhảy Nó lên nhảy nào? lên bằng niềm Nó tin nhảy chứ, lên trên mình. không hiểu luôn á sao nó có thể lên đó được ta. Nhảy vô đây. Nhảy chắc là kỹ lên. Lên đi cao nhất. Chẳng qua là kỹ năng thôi. Thôi vào trận à. Rồi, chấm đâu đây mọi người ơi. Chấm đi, chấm Ủa, đi. bye bye mình. Chấm trên bản đồ đi. Đây. Khu dân cư nha. Ok. Rồi. Bữa nay ông làm khách cho ông chọn thôi. Cảm ơn rất nhiều nha. Khách đến nhà là phải tiếp. Không chửi Ở chà nhà cũng thì chửi chọn quét nha, đúng không? ở chợ nha. Ai lại ai đời lại làm thế? Lại là cái dù huyền thoại, cái dù gì đây, kim ngưu quá đẹp. Có rồi đó à, nhắm đấy. Có rồi chứ. Còn đang đang chuẩn bị sắm nó đây. Có rồi, kế bên à. Một thằng. Tốc độ lấy súng của AS Mobile là tốc độ bàn thờ. Có người nha, có người nha, có ghét nha, nhà hai tầng nha. Rồi tôi thấy thêm thằng nữa nè. Hỗ trợ đi, đi sang nhà hỗ trợ đi anh em ơi. Rồi rồi rồi. Mấy ông cẩn thận nha. Đây nè, đang cầm cho con dao 150, này 150 á. 150 không? Anh tôi bắn ác quá, tụi nó sao chịu nổi trời. Vậy luôn hả? Vậy luôn hả? Khiêm tốn anh em ạ. À, khiêm tốn, quên khiêm tốn. Nãy vừa chạy vòng vòng chưa tìm được cây súng nào nè. Buồn quá đi. À, trong nhà có người kìa, trong nhà đây có người nè, ngay chỗ tôi nè. Tôi chưa có súng nên nó không dám chơi. Trong nhà đó nó lại báo thằng đó đó. Sọc gân á. Đó, nó bằng áo quán không kìa. Từ từ biết bó rồi. Bên ngoài hay bên ngoài hay bên trong vậy? Bên ngoài, bên trong ngoài, bên này, ngoài, trong bên này ngoài. vô nhà rồi đó, vô nhà rồi đông đó. Á, đông á. Có một vô thằng nhà, vô nhà rồi. Bên đây nè, nè nè, trước mắt nè. Một thằng, còn một thằng nữa. Tôi lại xin cái súng đó. Nhà gỗ, nhà gỗ. 3 quân 5. Nhà gỗ chạy qua kìa. Ok, quay qua nhà đá rồi, nhà đá rồi. Ok. Bên nhà L, bên nhà L đó. Nhà đá, nhà bên đây mọc qua đó. Mọc qua đây. Nhà lò. Coi nha. Ok, cứ chạy lên à, rồi, nhà gỗ rồi, nhà gỗ. Nhà gỗ hả? Ờ, nhà gỗ, nhà gỗ, nhà gỗ. Không biết nó cầm súng gì nè. Ơ. À. Rồi ok. Đậu xanh. Chưa kịp giết được cái gì hết á. Mấy ông bắn ác quá. Tính cầm dao tới. Nhau mà sống mà. Tính cầm dao tới cho một dao thấy chết rồi thôi bỏ luôn. Làm gì á? Kìa, trên nhà có thằng kìa. Hướng nào, hướng nào? MR Bu mới lụm núm của bà Nhi xong á. 240, nhà 240 tôi dậy lên tôi giết luôn nha.
nhà này phải không? Từ 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 nhà lậu á. Rồi rồi rồi, lên lên lên. Thế còn mà gì đâu, đậu phòng làm hết hồn. Rồi AS thử đi. Sao lại để AS KS? Ăn mấy có sao đâu. AS, trời, AS ăn chứ phải KS. Quê ghê. Rồi bắn cho chết rồi kêu AS xử đi. À, đúng rồi. Đang nạp đạn. Nạp đạn mà. Đang nạp bạn. Phần đúng rồi, phần làm khách thì chứ. Phần làm khách chỉ có cái ăn ké thôi. Ăn ăn miếng xương dục dục ra cho mình nữa chứ. Khổ. Khách đến nhà không gà cũng vịt mà. Rồi, chưa có súng nè. Trong đây như chưa loot nè. Đồ zin không à? Quy tê bộ máu quy tê à? Chưa có cái bao lô 2 nào luôn á. Khổ thân tôi. Bao lô 2 quá trời nè. Có. Đây, chỗ này. Nãy giờ... Đây bên này có máu nè, bên này có máu, có đạn nè. Nãy giờ lùm vòng vòng lùm được máu không à? Quải thân thiệt chứ. Bích dồn nha. M14 này bắn không? Nhìn cái súng thấy ghép ghê. Đây, test thử bắn xuống đó coi bị gì không? Đâu bị gì đâu, bắn xuyên tường, xuyên thùng, tùm lum. Xuyên tường, xuyên tường. Có hả? Có nói nha. Để nó bắn vô tường, nó vẫn bị sát thương, hiểu không? Để sát thương cho mình đấy. Sát thương cho mình đấy. Ừ, hình như tôi thấy cái bao lô ba rồi. À không phải, nhìn lộn rồi. Tiến vào đi anh em ơi. Đi đi, chấm đi, chấm điểm đi. Ra về nè. Đi, săn đi. Chà, quân đoàn ráng chịu cày dữ ha. À, không bù. Đâu, quân đoàn này chơi buổi tối mà. À, không bù quân đoàn. Không bù quân đoàn tôi. Mỗi lần mở lên là thấy một người on. Không khiêm tốn xíu. Không biết rờ bưu này trâu lắm nè. Phải xả đạn vô mà không chết nè. Sau lưng ơi, nó bắn tôi sau lưng địch cụ. Đâu giáp luôn rồi. Hỗ trợ kìa. Hỗ trợ kìa, quý tê ơi. Quý tê ơi, nó bắn rồi quý tê. Đâu vậy? Sao tôi chạy qua tôi không thấy ta? Rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Rồi, cả cả hai thằng, có thằng này nhảy lên đó nha. Quý tê bắn nó quý tê, sau lưng đó. Cục đá của quý tê. Yên tâm đi, tôi bậy vậy. Súng phóng lựu á, súng phóng lựu đó, ai bắn vậy? Súng phóng lựu á. Tôi bảy bình máu rồi lo cái gì? Móc nó quy tê, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, móc nó đi quy tê. Để. Cỏ hả? Cây à? Còn. Còn không? Còn nha, nó gục đó, nó gục á, nó gục đó. Rồi tôi đổi súng đi. Ủa tôi thấy thằng này à. Nó làm tôi trốn. Tôi thấy thằng này rồi nãy hai thằng đâu đây mà một thằng nó bắn tôi mà ta. Đúng rồi, nó chết rồi, chết rồi, quy tay bắn chết thằng rồi. Đá sau lưng kìa, sau lưng kìa, quy tay, sau lưng quy tay. Đâu đâu đâu. Chạy xuống rồi, chạy cục đá hướng SW 240. Rồi ok. Rồi vô đầu rồi, vô đầu rồi. Ok, biết rồi, biết rồi. Đừng. Nào, một dao nào. Rồi tôi cầm dao tôi chém nó nha. Xong rồi, xong rồi. Đậu xanh. Đang tính cầm dao chết tới rồi, chém. Chết rồi, vô đầu nó rồi. Khổ thân tôi quá. Mẹ thì con móc ghê ha. Đúng rồi, có cục xương nào nhả ra. Hoài luôn á. Cho xin miếng đạn, ai có dư đạn cho xin miếng đạn xuống trường. Còn 84 viên.
đây đây nó có đạn nhá, có rác không rồi, ok thank you bắn à, bắn tôi mới ghê chứ phải liền thì không dễ bắn mà. Của tôi bị lag một phát xong rồi thấy hai thằng chạy ra đây lag chứ bắn à, nhà đòi à. Rồi ok, cho quy tê kìa 30 nè. Để tôi móc cho 30 nè. Lên trời chưa? Hết rồi. Nào bắn đi. Sao sẽ tiếp cận đây. Đây, đúng rồi, đúng rồi. Quần bò lên nè. Có một quần nè. Từ từ. Trời, quăng bò rồi. Ôi chết rồi hả? Mau thế. Ừ, Paulo 3 hay quá, mình lấy được rồi. Mừng quá, mỗi lần lấy Paulo 3 là nó mừng làm sao á. À, dưới kìa. Hướng NW. À, xong rồi, nhặt kìa. Hai thằng. Robo nha. Nhà máy điện con người. Còn gốc cây này, gốc nhà cây máy này, điện gốc còn này, không? Cover nè. Còn nha. Một người canh máy sau nhà máy điện nha. Rồi ok, chết đi, con này chết rồi. Ok, tôi bắn cả đống tiếc không chết nó sợ. Mà thôi đợi nó xả hết đạn tôi mới dám ra. Mấy đứa nhà máy điện chạy lên đồi rồi. Đổi M4A1 đã. Cái này khó chơi quá. Ui cha, cái giáp ba cùi bắp thiệt. Không nhận lúc đòn đấy. Cái bọn này không có phát căn hả ta? Nhà máy điện nó chạy đi đâu rồi? Trời, bắn cả buổi mà giết được có một thằng à. Buồn dễ sợ. Bắn gục không mà, chứ tôi đâu giết người đâu. Nào, có ai ở đây không? Có người đằng sau rồi. Are you here? Đằng sau hả? Có người đằng sau, có nào không? Được 210. Ui 210. 210 đằng qua đâu? Có ai hết á, cứ chạy đi tôi canh cho. Dạ, cốc cây đi. 210 hả? Đang xuống nè. Đấy. Rồi, xong rồi. Nhìn thấy có người. Còn thằng 4-4. Đấy rồi. Trời, bỏ tôi gãy luôn đó. Đang chạy vòng vòng ở đây có con. Có quá đáng không? Quá đáng không? Đúng có quá đáng lắm không? Đúng rồi, cho đi bộ là đúng rồi. Hôm đó không lên xe đâu. Chạy đi, với boss. Chạy đi. Chạy xuống dưới đi, kiếm đi. Mỏi giò quá. Rồi xong, kẹt xe luôn. Đậu xanh. Qua bên AS kìa. Có ai đây đâu? Dưới rồi, bên dưới có người nè, quy tê ơi. Ok, bắn xuống cho nó nghe hướng đi, đang móc nè. Hai thằng, dưới đây con thằng nữa. Xe đậu kìa. Xe đậu đó, Bitbot. Sau lưng kìa, xe sau lưng kìa Bitbot. Anh Căng. Rồi. Nó chạy đi rồi. Đang qua. Đâm luôn. Lên hỗ trợ quy ta chết rồi. Đồng lắm. Dưới đó 2 xe.
Rồi rồi thấy rồi, nó dây đang dí theo kìa. Rồi gục rồi, gục rồi. Rồi, thằng này xong rồi. Rồi. Quỷ tao không chết đâu, yên tâm. Cứu đi cho con cô vào cho. Chết này chết hết rồi phải không? Thằng này bắn gục hay bắn chết? Không nói, chết rồi. Thằng ở dưới chết rồi. Vô bò luôn nha nè. Bơm máu đi, quỷ tao bơm máu đi, bơm máu đi. Vô bò nha. Cái xe tôi để đâu có tiêu rồi. Đây nè, tôi lấy rồi. Xuống lấy xe này đi. Mày bắn tôi vậy? Tông xe chứ bắn gì đâu. Tông à? Tông xe nha, nhau. Ê, qua đây đứng nè quý ta. Qua đây, qua đây. Trên đây có chiếc xe xanh hả? Tại sao lại có chiếc xe xanh ở đây? Xe nào? Mặc định rồi, mặc định. À, đâu vậy? Nhà gỗ. Ok, đang tới. Bị nó bắn lén. Nhà gỗ chỗ quy ta đó. Ok, đang tới. Máy nó tiểu liên nó khỏe thật. MB5 phải không? À, UMB hả? Rồi, xong luôn. Mấy thằng vậy? Một thằng hả? Nó cầm xuống giảm thanh, nằm giảm thanh trong nhà gỗ. Trong nhà này phải không? Ừ, đúng rồi. Nó kìa. Thấm dở. Tôi sợ cầm cái súng mới thôi, súng cũ nha, sợ. Chết rồi đấy. Chết rồi, nó chết rồi. Đâu, mình làm màu vài cái thôi mà. còn một người nữa thôi à. Cầm dao phan nó đi. Đụng xe chết nó luôn. Thấy chưa? Người ta thấy có người rồi. Nó chưa kịp gì, nó làm lẹ quá. Chưa thấy. Chắc nó ở đâu thay. Không thấy. Trong nhà. Ở đây không có. Trong nhà luôn á. Này gỗ á. Không, theo nghĩ đang trên đồi. Xong. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Nhớ các bạn với tem quân đoàn AFK để được những anh ấy kéo ranh nhé.